Number 12. Do you like walking in the park? Bạn có thích đi bộ ở trong công viên không? Đúng rất là dễ hả? Do you like walking in the park? Bạn có thích đi bộ ở trong công viên không? Do you means bạn này. Like means thích. Walking, đi bộ này. In means trong này. Trong công viên mọi người. Trong công viên. Rồi. Do you like walking in the park? Do you like walking in the park? You like walking in the park? Đuôi mình lên giọng cuối gọi nhé. Đọc lại thôi. Everyone repeat. Do you like walking in the park? Perfect. Mình trả lời đi. Thay vì yes thì mình nói of course. Dĩ nhiên rồi. Of course. Of course I do. Mình có thể nói thêm là because này. Bởi vì chấm chấm. Dĩ nhiên tôi có. Bởi vì because. Nó làm cho tôi khỏe mạnh hơn. It makes me stronger. It makes me stronger. Nó làm tôi stronger. Khỏe hơn các bạn nha. Ok. Repeat after me. Of course. I do. Of course. Of course I do. Đu thì phải lên giọng chút. Of course I do. Because it makes me stronger. Stronger thì mình có thể xuống giọng, à, thì mình có thể mình kéo dài ra. Stronger và xuống giọng nhé. It makes me stronger. Okay. Cả lớp này. Of course I do because it makes me stronger. Okay. Next one. Tiếp theo câu hỏi số 13. Còn xong chưa nhỉ? Còn xong chưa? Các bạn comment là done xem nào. Please comment done. Đã xong rồi. Các bạn xong chưa? Done. Đã xong. Nó comment đi. Done. Xong chưa? Nhanh lên. Faster các bạn ơi. Nhanh lên. Ok. Next one. Tiếp theo các bạn nhé. Who do you usually go with? Đấy. Thầy vẫn dùng 5W1H. Trong trường hợp này này. Bạn đi với ai? Oh, do you usually go with? Bạn thường đi với ai? Âm cho usually bạn nhé. Nhớ đấy, học rồi phải thực hành đấy. Bạn này, ai này? Do you bạn? Không. Đi cùng. Ok. Who do you usually go with? Ok. Who? Ai là do you usually? You usually go with. Ok. Go with. Đó là vậy. Con nhớ tại sao phải nhấn những cái này. Nhấn tức là những cái mà mình nhấn ấy. Thôi thôi chán nha. Who usually with? Là mình đã hiểu rồi. Tức là khi mà mình những cái từ còn lại mình đọc rất là lướt và người đọc rất là nhanh. So the stress words. So you kind of like make it louder or raise your voice or stress on it. So people who understand if you only say those words, okay?
And the rest, you just say it like really sharp and really quickly. You understand? Con hiểu không nhỉ? Tất những cái từ mà được nhấn ấy thì là thường là mấy cái từ đấy là mình người ta nha, có thể là chỉ nói mấy từ đấy mình đã hiểu rồi. Và các từ khác được nói rất là nhanh. Ai hiểu các bạn comment số 9 chứ nào? Please comment 9. Đấy, tức là những cái từ mà được nhấn là thực ra là mình chỉ cần nghe được những cái từ nhấn đấy là mình đã hiểu được câu rồi. Và nhớ nhá. Đấy, những cái từ quan trọng trong câu là nhấn là như vậy. Và các bạn nói chung là nghe nhiều, lặp lại nhiều sẽ tự biết thôi. Tự biết là nhấn như nào. Không ai hơi đâu mà ngồi đi nhớ kiểu kiểu như này đâu. Các bạn nhá, bạn biết, bạn thực hành thật là nhiều, bạn sẽ nhớ. Nó tự nhiên rồi mà các bạn nghe nhiều nó sẽ tự nhiên giống như kiểu tiếng Việt ấy. It's like Vietnamese, we speak it naturally. Tiếng Anh như tiếng Việt thôi, các bạn không thể ngồi nhớ các nguyên tắc này đâu. Đầu tiên các bạn học để các bạn biết đã. Các bạn nghe thầy, các bạn xem Netflix, xem YouTube thật là nhiều. Các bạn bắt chước theo thì chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Who do you usually go with? Okay, thì mình trả lời là Well. Well. Okay, I go with my daughter, con gái, and my son, okay? À, tôi thường đi với con gái và con trai của tôi. Well, mình này. À, tôi thường go with là đi với này. My means của tôi này. Ok, thấy lựa cho ở dưới nha. Well, I usually go with my daughter, là con gái này, và son là con trai. Ok, đó là vậy. Well, I usually go with my daughter and my son. Okay, all right. Well, I usually go with my daughter and my son. Now, drink water, everyone. Come on, uống nước đi. Drink water. Uống nước nào. Hello, đọc lại sao nào. Well, I usually go with my daughter and my son. Okay, thầy xin mời một số bạn đọc nha. Repeat after me, okay? Đọc theo thầy nào. Okay, repeat. Wow. 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 I usually go with. I usually go with my daughter and my son. My daughter and my son. Okay, good. Perfect. My daughter and my son. Okay, good. Next one. Okay. Thank you very much. Sạc đầy pin chưa? Thank you very much. Sạc pin nhiều sáng mai. You're welcome. Good. I'm so sorry. It's alright. Nhanh vào nhá. Nhanh vào. It's alright. Bless you. Perfect. Ngoài. And number 14. Do you like doctors? Bạn có thích bác sĩ không? Do you like doctors? Những bác sĩ. Ok, các bạn này. Do you like doctors? SC gọi nhau là những. Do you like doctors? Rồi, repeat after me. Do you like doctors? Do you like doctors?
Bạn có thích những bác sĩ không? Hey, one more time, một lần nữa các bạn này. Do you like doctors? Bạn có thích những bác sĩ không? Okay, one more time. Do you like doctors? Bạn có thích những bác sĩ không? Okay, thì mình sẽ nói là well, well, not really. Không hẳn. Có nhiều cách trả lời nhé. Nếu yêu thì yes, I love doctors very much. Not really. I hate. I hate. Tôi ghét đi bệnh viện. Going to the hospital. Tôi ghét đi tới bệnh viện. Well, not really. Không hẳn. I hate going to hospitals. Okay. Tôi ghét đi tới bệnh viện. Tôi sợ không được. Như thầy, thầy cũng ngại gặp bác sĩ không? Thầy không thích không? Thầy tập luyện thể thao. I practice so hard, so I don't have to see the doctors, okay? À, không hẳn. So I eat healthily, and I play sport a lot. Và thầy chơi thể thao rất là nhiều, và thầy rất là ăn uống rất là healthy. Thầy ăn hạt, ăn rau, củ rất là nhiều. Nên là hầu như là thầy rất là ít bệnh tật, rất là ít ốm. Okay. Cả lớp ai không muốn gặp bác sĩ nào, các bạn hãy comment số 8 này, please comment 8, okay. Và thầy hy vọng là thầy không phải đến bệnh viện. Okay, I hope, really hope so. Okay. Thầy hy vọng là thầy không phải gặp anh Bình Phương. Anh Bình Phương, Mr. Bình Phương is a doctor. Okay, so I hope I don't have to see Mr. Bình Phương, okay? À, không hẳn. I hate, I ghét các bạn. Đi tới hospitals, bệnh viện. Những bệnh viện không nào? Well, not really. Well, mình sẽ học phát âm trọng âm luôn nha. Well, not really. Not really thì mình xuống tại vì hơi phủ. Well, not really. I hate going to the hospital, okay? I hate going to hospitals. Well, not really. I hate going to hospitals. Okay, one more time. Well, not really. I hate going to hospitals. Tôi. Sao không là go to mà là going to à? Sao hate thì là vấp anh bạn Huỳnh Thị Trúng nhé. Okay. Hate going to hospitals. Okay. Thì các bạn cứ dùng nhiều các bạn sẽ là của bạn thôi, không phải phải nhớ quy tắc đâu. Sau hate là vấp anh. Hate going to hospital. Mình nghe nhiều, xem nhiều, đọc báo nhiều thì người ta dùng như vậy thì mình dùng như vậy. Bạn sẽ quen dần thôi mà. Các bạn đừng học như kiểu học kiểu ngữ pháp ngày xưa, kiểu phổ thông ấy, học kiểu đấy không ăn thua. Ok. Có hiểu nhờ, các bạn phải đọc báo, các bạn xem phim rất là nhiều, các bạn nghe nói nhiều các bạn sẽ tự quen. Các bạn comment số 9 đi xem nào. Please comment 9 nếu các bạn đồng ý. You agree, please comment 9 nếu bạn thực sự đồng ý đó. Thế là các bạn hãy enjoy English. Và có bạn là chi vui thì hãy enjoy cái moment này, đúng không? Gì đấy. Nghe loáng thoáng. Okay. So enjoy learning English. Các bạn phải yêu thích việc học tiếng Anh. You have passion for learning English. Bằng cách được xem phim rất là nhiều. Các bạn thích phim truyện nào, các bạn thích bất cứ chủ đề gì, các bạn lên Netflix các bạn xem có hết. Okay. Thầy rất là thích xem những người thành công, nhưng thầy xem là Muhammad Ali, I watch Michael Jordan, Kobe Bryant. Đúng rồi. Xem những người thành công. Okay, good. So now mình sẽ học tiếp cái phần presentation các bạn nhé. So let's continue learning presentation, okay? Về còn vài câu nữa các bạn tự học nha, rồi sau mình học, hôm sau mình học các bài tiếp theo.